Học tiếng Anh cùng bạn. Xin chào các bạn, đây là cái bài số 6 rồi, lesson 6 của cái loạt bài đầu tiên dành cho người mới bắt đầu. Thì bài này sẽ là bài rất là thú vị và nó rất là nhẹ nhàng thôi, nó không khiến các bạn căng thẳng như các bài trước là cứ phải nhớ hết cái lý thuyết này, lý thuyết khác. Thì bài này nó chỉ có một cái lý thuyết duy nhất và học từ mới thôi. Bài học từ mới thôi thì các bạn nói ui dồi, học từ mới cũng nặng nề lắm anh ơi. Thực ra thì học từ mới không có gì nặng nề cả, vì chúng ta học cái phương pháp này đó là các bạn nhìn tranh đoán chữ đuổi hình bắt chữ đúng không, vui vẻ hơn nha. Người Tây đã có cái cách học bằng hình ảnh này từ cách đấy rất là lâu năm rồi, bởi vì có một cái điều rất là hay mà người ta nghiên cứu khoa học ra đấy, thì có nghĩa là con người dễ dàng nhớ về hình ảnh, họ nhớ thì con người, bộ lão của con người nhớ hình ảnh tốt hơn tất cả nhớ thứ khác, nhớ cái gì cũng không bằng nhớ hình ảnh. Đấy, nếu như đã nhìn thấy một cô gái nào đó thì lần sau nhìn nào vẫn nhớ. Đấy, nhớ hình ảnh rất rõ, rất tốt nhé. Thì ở đây ta sẽ có 10 cái hình ảnh, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ta học cái từ mới này. Đấy, từ mới này là về từ mới ta sẽ về những cái đồ vật, đồ dùng hàng ngày, hoặc là có 10 thứ nó liên quan đến cuộc sống thường ngày của ta, nó rất gặp, rất hay gặp. Có ô tô, có nhà, có sách, có television, có một cái máy tính, có một cái máy ảnh, có một bức ảnh, có một đồ ăn, có một cái tivi, có một cái pizza hay là cái bít tết chẳng hạn, cái gì đó, rồi một cái túi hay là một cái gì đây. Chúng ta có thể có hình tinh thì chúng ta có những hình ảnh màu sắc sinh động này, nó rất là ok chúng ta. Đấy, mấy chục năm trước là người nước ngoài ta đã có cái giáo trình nó rất tuyệt vời như này rồi. Bây giờ ta sẽ nhìn vào trong cái từ kia có 10 từ, thì giờ ta sẽ chọn bừa thôi. Bây giờ cái từ chọn bừa thôi thì mình sẽ đọc qua các bạn, đọc qua để các bạn nghe nó một lần, thì sau đó các bạn nghe xem là tưởng tượng hay là cái âm thanh đó nó nên phù hợp với hình ảnh nào nha. Thì ở đây ta có cái số 1, nó là photograph, tức là one, đúng không? A photograph, tức là ta biết là một là cái ảnh rồi, một chính là hình ảnh hay là cái ảnh, photograph, một là photograph nha, ảnh. Thế ta sẽ không đọc từ photograph nha. Tiếp theo là từ book, camera, car, computer, bag, hamburger, the television, the house, the sandwich. Ok, bây giờ thì chúng ta sẽ tìm cách để dịch tất cả những thứ này. Chúng ta sẽ đi. Bây giờ các bạn đặt vào đây. Các bạn lôi sách của các bạn ra, các bạn photo sách chưa? Còn chưa photo sách thì các bạn đã chụp ảnh màn hình. Đấy, xong này hay là các bạn lấy bút vở ra, lấy bút giấy ra. Các bạn viết ra giấy, một là cái gì? Cái rồi, không nhìn vào video này, dừng lại video để nhìn. Thì sau đó các bạn sẽ thấy đáp án. Nha, sẽ đáp án. Thế bây giờ mình sẽ tra cái từ mới này cho các bạn nha. Thì chúng ta biết là từ mới trong tiếng Anh nó là new word. New là mới mà, word. Thế còn các bạn hỏi là thế ngày xưa em học ở trường nó có từ vocabulary là gì? Vocabulary nó là từ vựng nha, từ vựng. Nó còn nói chung thì new word, new vocabulary thì nó cũng nói về cái từ mà bạn chưa biết. Thế giờ chúng ta sẽ có từ đầu tiên là từ book. Đúng không ạ? Từ book. Mình sẽ tra cho các bạn từ book. Ở đây thì mình sẽ dùng cái từ điển. Nó gọi là từ điển của Oxford nhá, trường đại học Oxford cung cấp từ điển này cho chúng ta. Thì cái từ điển này mình một cố tình dùng là để cho các bạn có cách đọc thôi, có cách đọc cái từ này thôi, chứ các bạn không thể nào biết nghĩa của nó được. Chứ là mình giải thích nghĩa vì các bạn đang chơi đoán tranh mà, đúng không? Mà tiếng Anh và tiếng Anh Mỹ nó khác nhau. Book. Cái này book. Hai âm u vẫn là âm u ngắn, cách đọc từ này là âm u ngắn, nhưng mà Anh Mỹ khác đọc khác, Anh thì đọc khác. Chúng ta nên học cái cách mà đọc lại nghe. Và các bạn nói là chung quy là học thì nó vô biên á, học thì học tiếng Anh hoặc tiếng Anh Mỹ nhất quán thôi. Thế còn để nhưng mà khi bạn học tiếng Anh rồi, học tiếng Anh Mỹ rồi, gặp người Singapore hay là người Indo hoặc là một người nào họ nói mình chả hiểu được, Lộc đã từng gặp rồi. Họ nói thật sự không hiểu, nghe 2-3 lần mới hiểu. Phải không bắt được âm, bởi vì là tiếng Anh không phải tiếng của mình, mà mình là học theo thôi. Đó. Khi mình học tiếng Anh Mỹ này thì mình nói rất giống người Mỹ. Nhưng mình nói cái người ta hiểu ngay. Đấy, nhưng mà người ta nói mình chả hiểu cả, bởi vì là mình toàn nghe người Mỹ thôi, nghe toàn của người Mỹ thôi, thì đến khi là người sinh hoặc là người nào người ta nói là mình không hiểu. Các bạn nhìn từ camera này, các bạn có thể đọc cái tiếng Việt là camera, đúng không ạ? Camera.
Rất nhiều bạn đã đọc cái từ này là camera rồi. Nhưng mà khi đọc như vậy thì các bạn biết nghĩa nó là cái gì. Ở đây mình sẽ nói với các bạn là tất cả các từ này là danh từ. Là danh từ tức là chỉ đồ vật. Chỉ đồ vật, thực vật, vật chất thì nó là danh từ thôi nhé, các bạn nhớ. Đấy, nên là nó chỉ tra cách đọc và cách viết thôi. Cách viết đây. Đấy. Cái này cách đọc đây, u ngắn này. Đấy. Âm này âm a bẹt này, đấy, em bẹt. A. Đấy, kha r. Kha m. Kha m. R. Đấy, đúng không? Còn từ này là kha. Kha, từ này là kha m. Đây nè, kha. Khác nhau. Hai từ a khác nhau. Đây. Khò. Đấy, khò. Từ camera này. Camera. Đấy. Camera. Thực ra thì cái cách đọc của chúng mấy cái từ quen thuộc này mình nhớ hết ấy. Nhưng mà thực ra thì mình không thể nào đánh cho các bạn được, bởi vì đánh cái ký tự này mình không biết là đánh kiểu gì. Thế là các bạn thông cảm là mình cứ phải đi tra đây. Còn đúng ra thì nếu mà viết trên bảng thì mình sẽ viết được cho các bạn luôn. Từ này âm ơ nhá, âm ơ ngắn này, ơ, khẩm. Trọng âm thứ hai đúng không ạ? Piu, cắm piu, piu, thở, cắm piu thở. Rất dễ. Tiếp theo ta sẽ từ back. Back là âm em bẹt thôi, bạn nào phát âm được em bẹt chuẩn thì chúng ta sẽ đọc cái từ back này rất là dễ dàng. Khi mà ta học cái từ mới này thì mình sẽ cố gắng là giúp các bạn phát âm chuẩn nha. Bởi vì là khi ta học cái từ mới, nói chung là khi mà ta nói chuyện với người nước ngoài thì chúng ta không có cái thời gian để chúng ta phát nhớ là phát âm như là nói nào. Lúc đó chúng ta phải nói theo bản năng thôi, đúng không? Nói theo bản năng làm sao nói nhanh nhất và người ta có thể hiểu nhất. Đấy. Còn thực ra thì nói đối với số người đấy, người ta biết bạn là người Việt đấy. Bạn không giỏi tiếng Anh thì bạn cứ ấp úng là người ta đã hiểu là bạn không giỏi tiếng Anh rồi. Thì khi bạn nói chậm người ta sẽ chấp nhận để cho bạn nói chậm và ta tập trung lắng nghe các bạn. Đấy mới là người tôn trọng các bạn, đúng không? Là người mà bạn nên nói chuyện. Thế nào từ ham, âm e bẹt, ham, ai, đúng không? Ham, ơ, bơ. Còn này từ gợ, hamburger, khác nhau luôn. Hamburger, hamburger. 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 Trọng âm đầu tiên chúng ta là hám, hám rồi, hám rồi, hám rồi. Trọng âm đầu tiên. Tiếp theo là television. Thế này, đây, âm e, âm i và âm z. Từ này, âm từ z, z, z. Television, television. Dễ thôi, đúng không? Không thì khó. Ta ta âm ngắn này, đọc cứ chắc mạnh, dứt khoát là được. Tiếp theo từ sandwich. Anh em nhìn từ sandwich là anh em biết đoán được nó là từ gì rồi, đoán nó là nghĩa là gì rồi, đúng không? Được cái là giáo trình này nó lại liên quan rất là nhiều đến cái việc nghe và nói, thì anh em học cái giáo trình này rất là hợp lý. Vì rất nhiều người nói là học tiếng Anh phải thế này thế kia, nhưng mà mình nói chung này, học tiếng Anh xong không nghe không nói được thì là vứt đi nha. Âm e, ai, shan, shan, thì trọng âm nhận vào nó thì đọc là shan. Which, ở đây có âm chờ này bật rất mạnh. Which, sandwich. Ok. Tiếp theo từ house. Ok, house. A u ao, house. Ok, dễ hơn đúng không? Bây giờ ta sẽ quay lại từ cuối cùng ta chưa làm, đó là từ photograph. Ở đây ta ơ u này, ơ u, ơ, a, thì là phố, phố. Nhận cho ông nó sẽ là phố, phố hoặc là phố luôn, đúng không? Ơ là tơ. Graph, photograph, 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 photograph. Mình tra ra cái này mục đích để các bạn chép lại vào vở để luyện đọc, để luyện nói. Vì bài này bài từ mới nên là mình muốn các bạn là luyện nói, luyện đọc cho nó phát âm chuẩn. Âm này là book, a camera, a car, a computer, a bag, a hamburger, e bẹt đúng không? Television, sandwich, house, photograph. Bởi vì rất nhiều anh em mà không biết cái cách phát âm này. Đấy, cái ngữ âm này không bao giờ quan tâm rồi là bỏ qua rồi người không ghi chép thì thất bại đấy. Học tiếng Anh như thế là thất bại. Không nói nghe nói được thì học tiếng Anh làm gì. Anh em cố gắng chú ý cái này mình nói. Còn các bạn này, người nhất thì cố gắng cũng phải chụp ảnh được cái màn hình lại để lúc nào rảnh lôi ra đọc lại. Học thế nó mới ra học. Còn anh em mà lười thì thật sự là không học được cái gì cũng thế thôi. Anh em bảo nó khó lắm, khó là do anh em lười thôi. Lười thì đừng nói gì cả. Lười đừng nói gì hết, lười đừng biện minh, đừng nói gì hết. Rồi bây giờ ta sẽ cùng nhau
bây giờ chúng ta cùng nhau nhé. Bây giờ chúng ta sẽ nhìn vào đây. Rồi, bây giờ có photograph rồi, bây giờ mình sẽ dịch cho các bạn nhé. À, có một cái nữa, đó là các bạn sẽ bảo ô anh ơi, tất cả trước, tất cả những từ này nó có chữ ơ. À, tất cả trước này nó có chữ A. Tại sao nó có chữ A mà anh không dịch? À, từ A, A đây ta đọc là ơ nhé. Ơ, ơ. Ừ. Thì A là mạo từ. Đấy, cái từ A này là chúng ta học về mạo từ. Ok, mạo từ. Ta sẽ học về mạo từ. À, các bạn nhớ này, mạo từ ơ. Đứng trước một danh từ để chỉ số lượng và tính xác thực. Ở cái số lượng thì anh em hiểu, cái tính xác thực là cái gì thì anh em không biết. Đó. Tính xác thực là cái gì anh em không biết. Đúng. Thì nói chung là như thế này. À, sẽ có một cái bài mình sẽ chia sẻ rõ ràng, nhưng bây giờ mình sẽ nói qua thôi. Tức là chỉ số lượng nhá, thì các anh sẽ hiểu là ơ là 1, ơ bằng 1, tức là ơ bằng 1. Đấy. Ơ bằng 1. Chúng ta nói là ơ bằng 1 thì có nghĩa là gì? À, ơ 1 là như thế nào? Ơ 1 có nghĩa là, ví dụ tôi là a photograph, có nghĩa là một cái ảnh thôi. Đây là ảnh. Photograph là ảnh. Thì a photograph là một cái ảnh. A photograph là một cái ảnh. Đúng không? Thì đấy là chỉ số lượng. Đấy. Thế còn chỉ số nhiều hay sao? Chỉ nhiều ta học bài khác. Thế giờ thế anh bảo là nó còn ý nghĩa là tính xác thực. Tính xác thực là cái gì đúng không ạ? Tính xác thực là như này. Tính xác thực là bạn có biết cái ảnh này của ai không? Bạn có biết cái ảnh này của ai không? Không thì biết nó là của ai. Trong một câu chuyện, trong một đoạn nói chuyện, đoạn hội thoại, trong khi bạn nói chuyện bất cứ ai đó, bạn nghe thấy một cái danh từ nào đó, một danh từ nào đó mà cái danh từ đó chưa được ai nhắc tới, chưa được ai biết. Tức là bạn và người đó đều không biết, hay là nhắc đến lần đầu tiên, nhắc đến lần đầu tiên thì chúng ta phải dùng ơ. Còn nhắc đến lần thứ hai, chúng ta phải dùng một từ khác, không được dùng ơ nữa. Thì nó hơi rắc rối tí, nhưng mà nó cũng dễ thôi. Sau này chúng ta sẽ học trong các bài sau. Còn bài này thì chúng ta sẽ học về cái từ mới đã. Nhà từ mới đã. Thì ở đây sẽ nói là a photograph. Tiếp theo là camera. Camera là cái máy ảnh ấy. Camera là cái máy chụp ảnh. Thì đây sẽ đến số 2 đúng không ạ? Fully film. Fully film. Thì là camera. Tiếp theo là car. Car là ô tô con. Cái car là ô tô con nhé. Nhiều người dịch là car là ô tô. Thế ô tô tải là cái gì? Không phải là car nữa. Car là ô tô con. Ô tô con tức là ô tô dưới 7 chỗ. Tiếp theo là computer. Computer là cái máy tính. À, anh em có quen từ này. Là số 7 đúng không ạ? Tiếp theo là từ bag. Bag là túi. Túi hay cặp. Túi sách, cặp sách. À, túi thì là cái số 8 này. Đúng không? Bag. Rồi. Tiếp theo là từ hamburger. Hamburger là số 5. Hamburger là một cái món ăn, làm cái đồ ăn. À, nó gọi là hamburger, hamburger. Chúng ta đọc là hamburger. À, hamburger là món ăn, đó là số 4. À, hamburger. Món ăn ở Việt Nam không có tại Việt Nam. Chúng ta chỉ dịch là hamburger thôi. Đồ ăn. Nó là một cái đây, một cái bánh mì. Sau đó nó kẹp bên dưới là kẹp một cái loại gì đó mình không biết là cái gì. Mình chưa ăn bao giờ luôn. Tiếp theo ta sẽ có từ television. Television thì là TV. Television là TV thôi. Tức là lấy chữ T và chữ V của chữ television thì nó thành chữ TV thôi. Television. Và bây giờ ta ít dùng cái từ television này rồi. Chỉ trong sách báo hay là trong cuộc hay trong những cái văn bản gì đó nó ấy thì mới dùng cái từ television này. Còn đa phần ta dùng từ TV. Đó. Tiếp theo ta có từ sandwich. Sandwich cũng là một cái loại món ăn. Nó là một cái đồ ăn mà nó gọi như kiểu bánh mì kẹp thịt hay là một cái đồ ăn có nhân, có chiên, đồ ăn có nhân, tức là có cái gì kẹp ở giữa là sandwich. Thì là ta điền số 5. Mình cũng chưa ăn cái loại sandwich thì bao giờ. Rồi cuối cùng các bạn sẽ biết là cái còn lại, đúng không? Cái còn lại đó chính là gì? Đó chính là house và book. House thì là căn nhà, a book là quyển sách, book là quyển sách, house là căn nhà. Ở đây ta có một quyển từ điển hay sao, cái quyển gì, chắc là một quyển sách thôi. Book là quyển sách và house là căn nhà. Vậy ta đã điền hết tất cả mọi thứ rồi. Bây giờ các bạn không có nghĩa đúng không? Không có nghĩa, chỉ có nhìn ảnh và dịch ra nghĩa thì các bạn sẽ nhớ được cái nghĩa của từ rất là lâu. Đây là cách học từ mới và mình khuyến khích các bạn học cái từ này. Ví dụ như các bạn học một cái từ mới nào khác không phải là 10 cái từ này thì các bạn lên lấy cái ảnh và dán cái từ mới đó vào cái ảnh đó.
chứ không là viết một cái từ mới xong viết nghĩa bên cạnh mà không còn nhớ được từ. Đây là cách học từ mới tiếng Anh. Rồi chúng ta sẽ cùng nhau luyện đọc lại tất cả từ này. Đây, book, camera, car, computer, bag, hamburger, television, sandwich, house, photograph. Ok, chốt nha. Đọc lại một nữa. Book, a camera, a car, computer, bag, hamburger, sandwich, television, sandwich, house, photograph. Bây giờ các bạn này có thể là bây giờ các bạn bảo nó là anh đọc nhanh thế em không theo kịp. Bây giờ đọc sẽ đọc chậm lại để các bạn được luyện nhá. Luyện để các bạn đỡ phải dừng video. Bắt đầu. Book, camera, car, computer, bag, hamburger, television, sandwich, house, photograph, photograph, photograph. Ok, vậy là chúng ta sẽ xong cái từ mới. Thì các bạn đã kết thúc chưa anh? Em căng thẳng lắm rồi nhưng mà chưa kết thúc được. Nó còn kiến thức nữa mà chúng ta cần phải học. Đó là học câu hỏi. Cái này là cái gì? Học câu hỏi. Trong tiếng Anh cái này là cái gì? Chúng ta sẽ học một câu hỏi có nghĩa. Đặt câu hỏi. Chúng ta sẽ đặt câu hỏi. Câu hỏi này hỏi là trong tiếng Anh cái này là cái gì? Rồi các bạn sẽ nhìn thấy đúng cái từ này đây. Đây, đúng cái từ trên đầu dưới từ vocabulary đây. Đó là what's this in English? What's this in English? Đây, thì các bạn hãy nhìn này. What's this in English? Ở đây là what phải S đúng không? Phát phải S thì là what is rồi đúng không? This in English. English là tiếng Anh đúng không? English. Thì từ this chúng ta học rồi. Từ this chúng ta học rồi. Ta chỉ có từ in và từ English thôi. Từ English đây. Như vậy là các bạn có thể đoán được từ in là từ gì rồi. Ở đây có từ trong đúng không? Trong. Từ in chính là trong. Thì mình sẽ không phải tra từ in cách đọc nó giống nhau. Nó là một giới từ. Một giới từ. Nó là một giới từ thì giới từ bên trong. Tức là thể hiện vị trí. Đúng không? Thể hiện bên trong. Thì ta nói là what's this in English? What's this in English? What's this in English? What's this in English? Đọc chậm là what's this in English? Đọc nhanh là what's this in English? What is this in English? What's this in English? What's this in English? Nào, các bạn cùng luyện đọc nha. What's this in English? What's this in English? What's this in English? What's this in English? Luyện 4 lần như vậy. Tiếp theo bây giờ chúng ta sẽ có câu trả lời. Câu trả lời. Ta học chủ ngữ giả rồi, đúng không? Chủ ngữ giả ta học quen rồi. This đây là, is đây là. This là đây, this is là đây nè. This is a, ta có mạo từ a là một cái thôi nhá. A gì? A book, một quyển sách. This is a book. Ok. Tương tự như vậy ta đưa tất cả từ này vào. A book, a camera, a car. This is a car. This is a camera. This is a hamburger. This is a house. Một chính là a này. This is a book. Nó là một cuốn sách này. Trong tiếng Anh nó là một cuốn sách. Trong tiếng Anh cái này là cái gì? Nó là this is a book. Trong tiếng Anh cái này là cái gì? Là cuốn sách là cái gì? Chúng ta trả lời đủ sẽ là this is a book. Bởi vì nó hỏi là this. Đấy, chúng ta phải trả lời là this. Chúng ta không thể trả lời cộc lốc là a book được. Như thế thì chỉ trả lời với bạn thôi, bạn bè thôi. Còn với những người khác, lịch sự, chúng ta phải trả lời là this is. This is a book. Ta sẽ nối âm này, this is a book. Còn này, what's this in English? This is a book. Ok, vậy thì bây giờ ta thực hành. Thực hành qua một chút thôi. Đây, a book, a camera. Thế ta what's this in English? Ở đây, trong cái bài khóa này, nó cho ta là is
a photograph. Nó không trả lời là this mà nó trả lời is it. Yeah. Thì từ it với từ this nó cũng giống như nhau thôi. Yeah. Trong trường hợp này đúng nha. Ta sẽ có là từ it. Từ it có nghĩa là nó. Yeah. It là nó. It là nó. It là nó. It là nó. Thì ta sẽ thay từ it. Đó. Thay từ it thay cho từ this. Thì ta phải dịch cuốn, tại vì ta phải dịch cái câu này là gì? Câu này là nó là một cuốn sách. Tức là thay đổi chủ ngữ. Nghĩa thôi, khác nghĩa thôi. Khác nghĩa một chút thôi. Ít là nó thôi. Khác nghĩa một chút. Cái từ zip nó nói về cái vị trí. Đây. Còn từ này nó nói là nó. Nó. Bởi vì thì các bạn sẽ hiểu nó giống nhau, không khác nhau mấy. Thì bây giờ nhá, mình thì bây giờ các bạn luyện như là was this in English? It's a photograph. Ta nói it's a nhé. It's a đó. Là this is a book đó. It's a luôn nó it và sơ it có chữ s nối vào a luôn là it's a photograph. Was this in English? Thì là this a television hay là this a car đó. Rất dễ như vậy. Các bạn có thể thay đổi đi, this car là cái ô tô, chỉ vào cái ô tô. Đấy, và các bạn chỉ vào cái ô tô thì các bạn nói là this is a car. Cứ như vậy thì các bạn nhớ từ mới, nhớ bằng hình ảnh, luyện đúng không? Các bạn dừng video ở đây, chỉ vào từng hình ảnh và nói à, số 8 là gì? Là bag, đúng không? It is a bag. It's a bag. Was this in English? Was this in English? This is the house. Chỉ vào căn nhà, ok. Như vậy nhé, các bạn thực hành, dừng lại thực hành. Mình chỉ ví dụ vậy thôi. Và trước khi kết thúc bài này ở đây thì mình sẽ có một cái bài tập cho các bạn, là các bạn hãy thử đoán xem bây giờ mình bỏ bốn chữ đầu tiên mình bỏ ba cái chữ đầu tiên đi thì câu hỏi nó không còn là trong tiếng Anh nữa, mà câu hỏi là cái này là cái gì đó. Cái này là cái gì đó. Câu hỏi này đó. Câu hỏi như vậy, cái này là cái gì thì theo bạn thì cái câu bên dưới này phải thay đổi cái gì? Cái câu bên dưới này phải thay đổi này là cái gì? Cái này là cái gì? Hay đây là cái gì? Đây là cái gì? Hay nó là cái gì? Thì cái câu này phải thay đổi như nào? Câu này thay đổi như nào? Thì các bạn rất dễ thôi. Các bạn biết là từ English là tiếng Anh rồi, từ trong là in rồi, thì bạn bỏ những tất cả từ đây đi thôi. Thì ta sẽ có là what is this hay what's this đó. Hoặc là what's it đó. Một cái là what's this, một cái là what's this, một cái là what's it, dễ thôi. Thì vẫn trả lời như vậy, trả lời là bạn trả lời cho mình câu này đó. This is a book. Ok, hoặc là this the book. Viết tắt this the book. Không phải this e nữa. This is the book. This is this the book. Ok, rút ngắn câu hỏi này vẫn thế nhá. Ok, what's this ok nhá. Ok, rồi hẹn gặp lại các bạn trong các bài tiếp theo. Bye bye, cảm ơn các bạn.